Vâng tín hiền chào bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh bác một số mã hàng bên em đang phân phối nhá. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá cho bác luôn. Để các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác kiểm tra và thanh toán nhá các bác nhá. gọi điện trực tiếp theo hai cái số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên màn hình. Đấy các bác đang nhìn thấy. Nó gọi điện trực tiếp thì em tư vấn và chốt đơn hàng. Đó, rồi em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay rồi ừ, các mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác hàng đó là cây, cây uh, kéo cắt tôn của Kabushi này để về cho anh em uh, thợ thuyền kim khí đầu năm làm nghề rất ok rồi đó các bác sử dụng gia đình Đấy, mình uh, có cắt tôn cắt lá thép một thứ rất hợp lý luôn Đấy, dòng uh, kéo cắt tôn của Kabushi nhé Đấy, hàng mới nguyên trong ví như này Đấy, mới keng beng luôn Kabushi Japan rất chất lượng nhé dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi cắt cực kỳ là ngọt luôn Đấy, nó có cả cái lò xo trợ lực này các bác chỉ việc bóp vào thôi đấy còn nhả ra là tự động là nó sẽ đẩy ra thôi nhá đấy chỉ việc bóp vào thôi cắt rất ngọt luôn nó thiết kế một cái góc vát 45 độ này khi mà các bác cắt ấy, các bác chỉ việc đưa kéo thôi không cần phải uh, lăn lăn kéo như cái dòng kéo truyền thống là các bác cứ phải hay lựa lựa là lách lách nhưng rất là khó cắt nhưng con này cắt các bác cứ đưa đưa kéo như kéo cắt bình thường thôi đấy, cắt rất là ngon luôn đây uh, cắt thử cho bác luôn này. đây đây ở đây em cắt giấy nhé chứ còn các bác cắt tôn thì nó còn ngọt nữa đây này có nhìn này cắt giấy nhá đây này đấy, các bác uh, có thể là cắt uốn gợn các kiểu các này luôn rất hợp lý nhá à, đây là cắt giấy nhá chứ còn các bác cắt tôn thì nó cứng hơn, nó dễ cắt nữa đó cắt rất ngọt này giấy này cắt kia ngọt không quá ngọt luôn đó cực kỳ ok đấy cái này bên em bán khá là nhiều rồi lưỡi của nó thì siêu sắc bén đó hàng của Kabushi Japan nhá có phần khóa hãm này đó, lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo cắt tôn nên em đang gửi bác một cái cây kéo cắt tôn này giá của nó sẽ là đi 100 60k một cây nhá đây lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo cắt tôn của Kabushi đấy kéo cắt tôn giá của nó sẽ là 160.000 một cây đấy 160k một cây giá rất hạt rẻ dễ mua mà sản phẩm rất chất lượng luôn cắt rất ok sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ lấy ốc gãy cũng của cũng của Kabushi này lên mã anh em sẽ được cái bộ lấy ốc gãy nhá cái bộ lấy lấy những cái đầu ốc gãy nhá dùng rất là hay đây một bộ này sẽ gồm có là đi uh, năm cái đầu ốc gãy, okay. nó thiết kế theo dạng là gen ngược. Đấy khi mà các bác à, sử dụng này, các bác à, tạo một cái lỗ, Đấy, sau đó các bác à, đóng cái này xuống và bắt đầu là các bác cứ quay thôi. Đấy quay thì nó dạng gian ngược thì khi mà quay thì sẽ mút con ốc lên. Đấy thì nó sẽ lấy những cái đầu ốc mà nó bị gãy lên. Đấy thì à, một cái bộ này sẽ gồm có là hai, bốn, năm đầu nhá, từ to đến nhỏ. Đấy Đựng trong một chiếc hộp rất là nhỏ nha. Đựng trong chiếc hộp rất là gọn gàng nha ok luôn. Đấy, đầy đủ, đầy đủ các uh, kích cỡ khác nhau luôn này đó lên mã em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy nhá, đấy bộ lấy ốc gãy đây này, nó có kích cỡ hết đây này một hai ba bốn năm này, đó. À, bộ lấy ốc gãy bộ này thì giá bình dân thôi, chỉ có là đi 30 mươi nghìn nhá. hàng của Cabocsi, à, lên mã em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy nhá, bộ lấy ốc gãy, bộ lấy ốc gãy, giá sẽ là 30 mươi k bộ, 30 mươi nghìn bộ thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. đó. đây các bác cùng xem cái video thực tế về sản phẩm này. đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này tay hay kìm để bạn được Lại đây tôi chỉ cho Đầu tiên hãy cắt cho nó bằng phẳng Đánh dấu vào chính giữa Xong rồi khoan sâu xuống chừng 5 ly là được Dùng mũi tháo ốc gãy này Đặt nó vào đóng chặt xuống một chút Sau đó dùng mỏ lết vặn ra là xong Rất dễ dàng và nhanh chóng đúng không Bộ tháo bù lông ốc vít gãy 5 chi tiết Đã có trong giỏ hàng Bác nào cần thì bấm vào bộ nhé Đấy các thấy không Các bác chỉ việc để mà khoan một cái lỗ ta... nhỏ này Đấy sau đó các bác đóng cái 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 dụng cụ lấy gãy nhà em vào đấy, đóng cái bộ này vào này. sau đó là các bác dùng cái một cái con cà lê và cái uh, con uh, kìm gì đấy các bác xoáy là nó sẽ theo dạng gen ngược là nó sẽ lôi lên đấy các bác nhìn này nó xoáy này đấy, xoáy là nó sẽ lên nhá xoáy lên rất dễ dàng luôn đây đấy thấy không rất ok đấy, chuyên để các bác lấy những cái đầu ốc gãy nhá rất hay luôn đấy, bộ dụng cụ uh, lấy ốc gãy uh, 5 chi tiết nha giá của nó sẽ là 30 mươi k bộ hàng cũng của Kabushi nhá sau tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái uh, kìm cắt ống nước 42 nhá đấy, cái cây kìm cắt ống nước 42 cây này thì uh, bên em bán khá là nhiều rồi cắt cực kỳ sắc bén luôn cái này thì các bác uh, cắt uh, ống nước từ ống uh, tối đa của nó sẽ được là ống 42 nhá tối đa là ống 42 đấy thì về các bác uh, chuyên để các bác uh, cắt những con ống nước nhá để cho đây các bác cắt này đấy, các bác chỉ việc bấm này đấy, nghe tiếng kêu rất thích nhá đó đấy, bấm tải cá ok đấy, sau đó các bác lại tháo ra các bác lại bấm ok giá thì bình dân thôi 100.000 một cây nhá lên mã giúp cho em sẽ là cây cái, cái này là cây uh, kìm cắt ống nước thôi nha kìm cắt ống nước uh, cỡ sẽ là 42 trở về nhá hãy kìm cắt ống nước 42 kìm cắt ống nước 42 này giá của nó sẽ là 100k một cây 100.000 thôi 100.000 một cái cây kìm cắt ống nước uh, cỡ từ 42 trở về đấy em sẽ lấy cho bác cắt thử cho bác này đấy em sẽ cắt mẫu đó còn nha đây đấy các bác chỉ việc cho này này sau đó các bác bấm nhá đấy các bác bấm dần 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 này đấy dần dần đó, dần, dần cắt lại bác coi nhé nó các bác ngựa cho nó vào đúng cái mấu của nó này Đấy, bóp từ từ này bóp từ từ này đây nha em làm lại bác coi nhá vừa nãy vừa nãy cắt hơi lỗi đây các bác bập nó vào nha đấy cái phần đầu nhọn là nó sẽ bơm xuống trước này đấy nó sẽ bơm xuống trước nó tạo thành một cái khe rãnh này đấy các bác bơm tiếp cho đấy bơm tiếp này nó sẽ ngập vào đó thấy không rất ngọt ngào luôn đường ống cắt rất là mịn màng nhá nó không bị ba via đấy cắt nó không bị ba via, bình thường là các bác cắt cưa này bị ba thôi mà cắt ra ngọt đấy cái phần đầu nhọn là nó sẽ khớp xuống trước này đó hướng dẫn các bác cắt luôn nhá đấy các bác nhìn cái phần đầu nhọn là nó sẽ khớp xuống trước đấy nó sẽ ngập luôn này đấy sau đó các bác bấm này đó rất ngọt ngào nhá đó ok luôn đấy mịn màng ngon này nhá đấy chuyên để các bác cắt ống nước kìm cắt ống nước 42 cỡ 42 nhá giá của nó sẽ là 100 trăm ngàn một cây Sản phẩm tiếp theo đi em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ khóa số này, Đấy, bộ khóa số chữ U lên mã cho em sẽ cái bộ khóa số chữ U nha em báo giá luôn. Cái này thì bên em đang gửi bác giá thì rất là bình dân, chỉ có 70 000 một bộ thôi. Lên mã cho em sẽ là khóa số chữ U nhá. Khóa số chữ U này. Đó. 70k một chiếc này. Đấy, con con này nó khóa bằng mã rất là ok. Các bác không cần về cầm chìa cầm chiếc các thứ là nhà. Đấy mình chỉ việc là à, mang này đi. Đấy, không cần chìa chiếc đâu ạ. Rất nhạy luôn đấy lấy cho bác con Đó, không cần phải chìa nữa nhá Nó khóa bằng mã, khóa bằng mã Đấy thì khóa thì các bác ấn vào bình thường thôi Đấy, ấn vào bình thường nha Đấy thì khi mà bên em gửi đến thì mặc định mật khẩu thì nó sẽ để là 4 số 0 nhá Đấy thì khi mà các bác xoay về 4 số 0 Các bác bấm vào đây cho em, bấm vào bên hông này Bấm vào cái nút này này Đấy là tự động nó sẽ mở ra Còn các bác muốn khóa là các bác ấn vào Sau đó các bác đảo cho em loạn số đi Đảo loạn số đi Đấy là nó sẽ cứng ngắc luôn, không ấn được không nhá. Đấy, còn nếu mà các bác muốn mở thì các bác lại xoay cho em về số không nhá. Đấy, xoay cho em lần lượt về số 0 này. Đây. Đó, xoay lần lượt về 40 thẳng với lại cái vạch này này. Thẳng với cái vạch này. Bấm cho em cái. Ra luôn. Rất ok. Đấy, các bác khóa cửa, khóa xe, khóa cộ không cần phải chia nhá Còn em hướng dẫn các bác luôn. Các bác muốn thay mật khẩu nhá Thì đây, hướng dẫn các bác, mà, các bác chú ý đoạn này này. Đấy, các bác xoay cho em cái... Các bác để cho em về đúng cái số mà nó đang mở khóa nhá Đấy các bác xoay em cái này Xoay cái này Đấy xoay cái này Đó xoay sau đó các bác ví dụ các bác đổi về 111 hết chẳng hạn này. Đấy, đổi hết về 1 nhá. Đây. À, 111 này thì các bác gióng thẳng cái này xem. Đấy, sau khi mà các bác đổi xong rồi thì các bác lại xoay cái này về. Đó, xoay lại xoay cái cái tay bên bên phải em này, xoay về. Xoay về nó thẳng chiều. Đấy là các bác đã đổi mật khẩu thành công nhá. Đấy, bây giờ các bác khóa vào này. Đó các bác đảo số loạn lên này. Đấy, đảo số loạn lên. Đảo số loạn lên các bác nhá. Đấy, đảo số loạn lên đó và bây giờ này các bác bấm này không không mở được nha đấy ví dụ đây em đang để về cho về không nhá là cái cái mật khẩu mặc định đầu tiên nhá xem nó có mở được không nhá đó cái đoạn này thì hơi dài dòng một chút bác nào mà biết rồi có thể tua đấy bấm cái nó không ra nhá đây em chuyển về một hết này chuyển hết về một này bấm cái này ra luôn rất ok nhá đấy đấy là cái cách mà cái cách đổi mật khẩu nhá hướng dẫn lại các bác một lần nữa này đấy bây giờ các bác muốn đổi về không này. các bác lại xoay cái chưa? xoay cái tay bên phải này đấy các bác xoay tay bên phải nhá xoay này đấy, sau đó là các bác đổi về không nhá đấy thì các bác lại đổi về không các bác chỉnh này đó thẳng số 0 với nhau nhá đó thẳng với cái vạch này lại xoay cái này về cho xoay về đấy là các bác đã đổi mật khẩu thành công ok có thế thôi đấy cái này thì em khuyến khích bác nào mà chưa rõ lắm thì thôi tốt nhất là đừng nên đổi mật khẩu đấy tránh tình trạng là nhiều bác là đổi xong các bác bảo là chết rồi quên mật khẩu rồi thì em cũng xin nói luôn là nếu mà quên mật khẩu thôi chỉ có bỏ đi đâu ạ không bỏ đâu đấy em các bác à chú ý nhá nếu mà về nếu mà nó mặc định muốn số không này là các bác cứ thế các bác dùng luôn không cần phải đổi vì đổi đôi khi nó rất là rắc rối Nhớ các bác quên mật khẩu nó rất là, là nhằng thì mình cứ để mặc định là bốn giúp không như này các bác cứ xoay cho em loạn đi gái là bắt đầu là là cứ thế là bắt đầu là nó là là về là các bác sử dụng thôi không cần phải ấy không cần phải đổi hết cho lằng nha đấy xoay này là cứng đơ luôn này đấy, còn nếu mà các bác muốn mở thì các bác lại về bốn giúp không cho em như lúc đầu thế là xong bấm cái là ra luôn rồi ok nhé nhá đấy đấy là À, cái hay của cái sản phẩm này không cần phải chia chiếc gì. Đấy nó khóa bằng mật khẩu nhá. Lên mã cho em sẽ là cái khóa số chữ U. Đấy bên em đang gửi bác giá sẽ là 70k một chiếc khóa chữ U nha, 70k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái uh, cây sạc dự phòng nhá. Đấy cây sạc dự phòng hàng của thương hiệu uh, Takashio made in Japan. Đấy cây này thì bên em bán khá là nhiều luôn. Đấy về các bác dùng để sạc cho điện thoại các thứ ok. Đấy thì uh, bộ sạc này sẽ đi kèm là có dây luôn này. Đấy có dây luôn nhá có bốn cái đầu dây luôn. Đấy bốn đầu dây. À, chân USB này và ba cái đầu dây còn lại là những cái chân phổ thông nhất, chân uh, có chân uh, iPhone này, chân Lightning này, chân uh, Samsung dạng chân đời mới, chân uh, Type C đấy và chân đời cũ của nó là chân Micro USB. Đấy thì uh, các bác có thể là cắm trực tiếp bằng cái dây này các bác sạc cho điện thoại này, còn nếu mà các bác không, uh, không 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 muốn cắm bằng cái dây này thì các bác có thể là cắm qua cái cổng USB của nó ở đây nhá. Đấy thì nó sẽ có cái cổng USB đây và một cái cổng Type C nhá. Đấy, thì hai sẽ có hai cổng ra và một cái cổng bên hông của nó thì sẽ là cổng sạc vào nhé đây là cổng sạc vào này thì đi kèm thì sẽ có là một cái cổng dây cáp nha thì cái con này nó dùng cái nguồn sạc vào của nó là cái nguồn uh, sạc 5V 2A nhé về các bác có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, là các bác cắm vô là các bác sạc được cho cái uh, cục sạc này rồi Đấy, không cần phải uh, quá là cầu kỳ nhá Đấy. và ngoài ra một cái hay của sản phẩm này là nó có thể là sạc không dây nhá thì về các bác có cái uh, điện thoại đời mới nó hay có cái chế độ sạc không dây thì các bác để đến đây để các bác sạc không dây cho cái điện thoại của bác nhé đấy em nói luôn là cái chế độ sạc không dây này đấy là trong trường hợp là điện thoại các bác hỗ trợ nhé điện thoại các bác hỗ trợ sạc không dây còn nếu mà không hỗ trợ là không sạc được đâu đấy, nhiều điện thoại đời cũ là nó chưa có đâu chủ yếu là điện thoại đời mới thì bây giờ nó mới có sạc không dây nhá đấy thì nhiều khi nhiều bác về hỏi bảo là sạc không được đấy thì đấy là do điện thoại các bác là có hỗ trợ hay không nhá đấy, còn nhiều là điện thoại là nó không hỗ trợ đâu thì nếu mà sạc không dây không được thì mình có thể là sạc bằng có dây cũng được Ok luôn Đấy. Lên mã giúp cho em sẽ là Cái uh, sản phẩm là cái cây sạc dự phòng của Takashio Made in Japan Đó em báo giá luôn Cây này thì hàng mới kết hộp luôn Giá của nó thì sẽ là đi uh, 230.000 Lên mã giúp em sẽ là sạc dự phòng nhé 230k và bên em sẽ bao ship cho bác luôn nó 230k một cây sang dự phòng bao ship tận nhà nhá hàng rất ok luôn sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái chai uh, xịt uh, rv7 này rất nhiều bác hỏi thì đây đấy, hàng tiếp tục về để phục vụ các bác trong dịp đầu năm này cho anh em thợ thuyền này rồi các bác sử dụng gia đình cái dòng này thì nó là dòng uh, rv7 dạng uh, chất bôi trơn đa dụng nhá Đấy, ví dụ như cái chỗ nào nó đang rỉ xét này ốc vít các thứ này rồi là khóa khoách các thứ là những cái chỗ nào nó đang kẹo kẹt đấy thì các bác dùng cái dung dịch này các bác xịt vào cho đấy chi tiết máy rồi Đấy, rồi là bôi trơn nhá bôi trơn rất là nhanh luôn bôi trơn rồi là à, ví dụ như là những cái chỗ con ốc các thứ nó dỉ xét thì các bác xịt cho nó vào cho nó dễ dàng nó tháo ra các bác nhá nó nó là chất bôi trơn đa dụng nhá Đấy, thì hay còn gọi là cái chai dung dịch xịt rp 7 Đấy thì tại vì em đang có hai mã là một mã chai to và một mã chai nhỏ này chai nhỏ này thì cái dung tích này của nó sẽ là 247 trăm ml đấy và khi mà các bác mua thì sẽ có tặng kèm thêm là 25 mươi đấy thì nhiều bác hỏi là cái tặng kèm thì nó để đâu thì em nói luôn là hàng tặng kèm thì nó để luôn trong này chứ không để đâu. <laughs> Chẳng nhẽ nó để bên ngoài. gì à, nó sẽ tặng kèm là bên trong chai luôn nhé. Bình thường là cái chai nó chỉ đến đây thôi. đấy khi mà tặng kèm thì nó sẽ cao hơn được một chút. Đó. Nói đi về các bác chỉ việc là sử dụng các bác xịt thôi. Đấy, nó lắc đều sau đó các bác xịt nhé. Đó. Cái chai này là chai nhỏ, chai nhỏ thì hiện tại em đang bán sẽ có giá là đi 35k nhé. 35k một chai. Đấy, 35k một cái chai RB7 mã chai nhỏ này. Và nếu mà các bác muốn mua chai lớn thì chai lớn của nó giá của nó sẽ là 50k, Đấy nó chênh nhau một ít. Đó thì uh, tùy nhu cầu nhá. Chai lớn thì uh, cái dung tích của nó sẽ là đi uh, 350g tương đương với lại 493ml gần 500ml nhá, gần nửa lít đấy. Uh, hàng này thì uh, bên em cam kết với bác luôn là hàng chuẩn chính hãng của LB7 nhá, hàng made in Thái Lan. Và khi mà các bác nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra mở test thử. Đấy nếu mà hàng mà các bác xịt mà nó có mùi thơm như kiểu mùi nước hoa ấy, thì mới là hàng chuẩn chính hãng các bác nhá. Còn nếu mà không phải thì các bác cứ giả về cho em Đấy cam kết với các bác là hàng chuẩn chính hãng 100% luôn Vì cái hàng này hàng nhái rất là nhiều Đấy nên là khi mà các bác uh, mua hàng thì các bác cứ uh, nhận hàng kiểm trao nhé Đấy hàng cam kết là chuẩn chính hãng luôn à, Chai nhỏ thì sẽ là 35k Và chai lớn thì sẽ là 50k nhá. Đấy thì các bác lấy chai nào thì cứ báo nhé Lấy chai nhỏ thì uh, báo nhé em Lấy chai lớn lấy báo nhé em nhé Nhỏ 35, lớn là 50 các bác nhá. Xịt rb 7 chất bôi trơn sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là đó là cái cây dìu sói này để cho các bác khi rừng đi phượt các bác mua về siêu tầm mua về sử dụng rất hợp lý luôn đó rất đẹp nhá một cây dìu, dìu sói rất đẹp luôn đây Còn này cầm lắm lúc ghê tay lắm vì nó rất là sắc nhá sắc lắm đấy lưỡi của nó cực kỳ đẹp luôn này lưỡi của nó này sắc dã man luôn như dao luôn nha lưỡi của nó đây hình mặt sói này đấy. mặt đằng sau nhá con này hàng thì của nga ạ hàng của nó thì sẽ hàng liền thân nhá tay cầm thì sẽ có gỗ, gỗ vân gỗ lên cực kỳ đẹp đinh tán đồng này đấy hoa văn họa tiết cực kỳ ok phần này là phần dây nhá phần phần dây đấy, phần dây dây đeo có thứ sao? đấy, các bác có thể dùng để các bác bổ này rồi là đằng đầu sau các bác có thể dùng vụ được mình phá kính cái thứ này đấy, đầu nhọn đầu nhọn là sau đầu lưỡi đằng trước này đấy hình mặt sói lên in rất là đẹp luôn đó rồi lên mã thì em sẽ là cái cây dìu xóa nhá đấy, khi mà mua thì sẽ có kèm cho bác là một cái bao đựng này nữa đấy, bảo vệ cái phần đầu dìu lưỡi dù dìu, dìu thứ nhất là nó không bị sứt mẻ cái phần đầu lưỡi này và thứ hai là nó không bị va chạm mọi người đấy các bác sử dụng các thứ là không bị va chạm đấy, mua về siêu tầm mua về sử dụng nhá cầm rất chắc chắn luôn cầm nặng chắc lắm đó rồi lên mã thì em sẽ là cái cây, cây uh, dìu xóa nhá em báo giá luôn bên em đang gửi bác một cái cây uh, dìu xóa này giá của nó sẽ là đi uh, 250.000 một cây đấy dìu sói nhá 250k và bên em sẽ bao ship cho bác luôn đấy, bao ship 250.000 một cây dìu sói bao ship nhá hàng rất đẹp luôn đó. sau và tiếp theo đi em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái bình giữ nhiệt này đấy tiếp tục về cho bác bình giữ nhiệt để các bác đi làm đi chơi đi du lịch đi lao động các bác mang nước mang lô đi rất hợp lý luôn bình giữ nhiệt của bao lơ của nhật bãi nhá rất là xịn xò con này thì dung tích của nó sẽ là 1,5 lít có nhá khá là to luôn thoải mái các bác sử dụng Uh, mang đi mang lại đấy. buổi sáng hoặc là cả ngày luôn đấy, mình uh, cho nước vào đây các bác mang đi làm đi chơi đi lao động đi du lịch này có cả phần lõi lọc nhá chất liệu thì sẽ là su 304 linh nhá đấy. hàng inox hai lớp công nghệ mới đó là công nghệ hút trên không nên là giữ nhiệt rất là tốt luôn cầm một chiếc bình rất chắc chắn nặng trịch luôn đây có phần uh, quay đi này nắp đậy ok luôn này nắp đậy chắc chắn luôn Còn đây là phần lõi lọc luôn này có cả cái phần uh, lọc đây bên trong này đấy chất lượng đó cầm chắc chắn cực kỳ luôn con này thì bên em bán khá là nhiều rồi giá định rất là bình dân thôi à, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bình giữ nhiệt nhá Đấy, bình giữ nhiệt 1,5 lít nhá cái này thì em đã test thực tế rồi à, giá của nó sẽ là 150 k bình giữ nhiệt này bình giữ nhiệt 1,5 lít nhá 1,5 lít giá sẽ là 150 k một bình Đấy, cái này thì em đã test thực tế rồi giữ giữ đá quá nhá giữ đá trong vòng là đi giữ đá trong vòng là 15 tiếng Đấy, còn nếu mà các bác giữ nóng giữ nước nóng giữ nóng thì trong vòng là khoảng tầm là 10 tiếng nhé 10 tiếng so với lại một chiếc bình mà giá như này mà cái công suất cái cái công cái cái công năng mà nó đưa ra như này thì em thấy nó quá là ok giá nó quá là hợp lý luôn 150k nhé bình giữ nhiệt 1,5 lít hàng của bao lơ giữ đá là 15 tiếng và giữ nóng thì là 10 tiếng nhá Đấy, bình rất là đẹp chắc chắn luôn đây thiết kế rất chắc chắn nhá đó quai sách các bác mang đi mang lại rất tiện dụng luôn nhá 150k một bình sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ dây câu bình hàng của booster cáp bầu của đức nhá bác nào mà hay đi ô tô thứ giờ thì hay cần cái bộ này đấy, về các bác dùng để uh, câu bình đấy câu từ bình nọ sang bình kia nhiều khi ấy là các bác đi ví dụ như là chẳng may là nó có chết ác quy các thứ rồi thì các bác mua cho cái bộ này về nhá một cái bộ uh, dây câu bình uh, dây câu bình đấy em báo giá luôn bộ này thì uh, bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi uh, Giá của nó sẽ là 170.000 bộ nhá. Dây câu bình các bác cứ lên mã giúp em sẽ được cái bộ dây câu bình hàng của Đức nhá. 170k một bộ dây câu bình nha. Đấy hàng bãi của Đức. 170k một bộ hàng mới keng luôn. Một bộ sẽ gồm con hai dây, một dây đỏ một dây đen. Nó có đánh dấu để các bác phân biệt âm dương. Đấy và cái đầu kẹp nha. Đấy, hai đầu kẹp luôn nhá. Đây một đầu này và bên này là một đầu. Đấy thì các bác kẹp từ cái bình nọ sang bình kia để các bác sử dụng nhá. Con này thì dây đồng 100 trăm luôn. Chất lượng lắm. Đó. đó, bán khá là nhiều ở đây đấy bác con này đây. dây của nó sẽ là đồng đồng thao 100 trăm luôn này đấy, đây dây đồng 100 trăm luôn nhá rất xịn sò cái phần cạp của nó rất chắc chắn nhá à, phần cạp rất chắc chắn có phần cách điện đầy đủ hết luôn đó phần tay nắm cách điện đầy đủ ngon lành hết luôn nhá đó rất ok dây này của nó đi sẽ dài được là 3 mét một giây nhá đấy 3 mét một giây đấy 3 mét một giây thì một bộ này bên em đang gửi bác giá sẽ là 170 000 một bộ này. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ dây câu bình hàng của Booster Cable của Đức nhá. Đấy. Công suất lên đến là 2000 HP. Dây câu bình 170 000 một bộ nhá, 170k một bộ này.